tôi sẽ giới thiệu với các bạn một vị khách mời rất là đặc biệt, một người đàn anh của chúng ta trong nghề. Xin giới thiệu với các bạn nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ạ. À. Chào các em, chào các mỹ nhân. Rất là hãnh diện khi được mời tới để làm một vị giám khảo quan sát cuộc chơi của các bạn. Có thể nói đây là một cái sân chơi rất đặc biệt là vì nó có thể cho những người tham gia cuộc chơi, những mỹ nhân có những kinh nghiệm, những trải nghiệm trong cuộc sống. Những tập trước anh có quan sát trên TV, anh thấy là được nào là kỹ năng sống sót ở trong rừng, cứu người trên thác nè, sơ cứu, gặp cứu, rồi nó cho mình một cái bản lĩnh rất là tốt. Ngày hôm nay có mặt ở đây để theo dõi, quan sát và đánh giá cũng như là đưa ra những nhận xét của mình. Cái tiêu chí của Hưng á, ngoài cái việc mà các bạn chiến thắng, giật được cờ, mà Hưng phải nhìn thấy được cái chiến thuật của các bạn tính toán như thế nào thì sẽ đưa ra những nhận xét chính xác nhất, công tâm nhất. Mở chốt an toàn. 3, 2, 1 bắt đầu, hai đội tấn công lên. Lập ơi, cậu bên đấy là cậu bên đấy cậu giữ được bên đấy không? Được, được. Trận đấu với hai đội thì đội bên Phương Oanh giành chiến thắng nha. Mở chốt an toàn. 3, 2, 1 bắt đầu, hai đội tấn công lên. Rồi, kết quả giữa hai đội Ngọc Thanh Tâm và Phương Đào là đội bên Ngọc Thanh Tâm thắng nha. Bất ngờ vì anh về tới nhà rồi. Dạ quá. Khi mà một người lên là cướp cờ thì người còn lại phải là cái người đứng ra để mà sẵn sàng hứng đạn và để bắn lại liên tục địch trong lúc đó, trong lúc mà đồng đội người nào mà đang cầm cờ chạy về cho người đó được an toàn. Sau khi mà ra được khỏi cái thảm cỏ kia thì Dũng rất nhanh chóng chạy và có thể chạy theo cái đường zigzag một chút thì đã về, mang cờ về đến cái căn cứ của mình mà không bị trúng viên đạn nào. Thì ở đây là Dũng thấy là nó kết hợp cả hai yếu tố may mắn cũng như là tốc độ. Mở chốt an toàn. 3, 2, 1 bắt đầu, hai đội tấn công lên. Lên đi anh, lên đi. Yeah.
lên lên, anh Tâm lên, lên đi từ từ. Nhanh lên, lên đi. Trận đấu với hai đội thì đội bên Phương Oanh giành chiến thắng nha. Thật sự thể lực của anh bây giờ là khá là yếu, cho nên là Lập đã phân cho anh là chỉ đứng một chỗ để yểm trợ cho Lập lên phi thật nhanh lên để lấy cờ, và một tay Lập vẫn giữ súng để bắn và vẫn lao lên để lấy cờ. Và cũng rất là may là Lập vẫn còn rất là sức khỏe của Lập vẫn rất là tốt, và sự nhanh nhạy của Lập cũng đã giúp cho đội của anh chiến thắng rất là nhanh. Thực ra hôm nay có một cái vấn đề của Tâm, đó là bởi vì bên kia nã đạn quá nhiều cho nên Tâm cảm thấy là không an toàn để mà có thể nhào ra được để mà yểm trợ cho Dũng như là lần chơi trước. Lên 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 Tâm ơi, lên đi. Từ từ. Không bị bất công hết, thì bên kia họ mạnh hơn, họ liều hơn thì họ thắng được này thôi, không sao. Một bắt đầu, hai đội tấn công lên. Lên lên chưa? Lên lên. Rồi kết quả giữa hai đội Oxy và anh Đào là đội của chị anh Đào thắng nha. Chiến thuật của Phương Anh Đào là có sự liều lĩnh và cũng có mạo hiểm. Mạo hiểm. Đúng là chân ai chạy nhanh thì người đó thoát thôi. Trận thắng này cũng gọi là giải tỏa tâm lý cho đội mình từ những cái trận trước có kết quả không tốt. Bắt đầu, hai đội tấn công lên. Để giành chiến thắng thì cái gọi là cái sĩ khí, cái chiến khí của mọi người ra một cái chiến trường vậy, mọi người ra rất là tự tin. Còn cả anh Đào và cả Trung thì lại là cũng siêu tự tin ở đây là mình chẳng còn gì để mất nữa, chơi hết bóp đi về. Tâm lý của anh là đây là một cái cuộc chơi và một trải nghiệm, thì mình cũng đã cố gắng vượt qua cái ngưỡng của mình để hoàn thành tốt những cái phần thi cũng như là những thử thách của anh rồi. Và kết quả ra sao thì anh cũng cảm thấy là miễn là công bằng thôi, còn anh cảm thấy rất là thoải mái với những kết quả cuối cùng của anh. Đến cái vòng tiếp theo thì anh Đào nghĩ là anh Đào và Tiến Trung sẽ cược số điểm lớn nhất để một là mình bước tiếp, hai là mình đi về. Tinh thần chiến đấu là không còn gì, không để, mất. Gì để mất. Ba, hai, một bắt đầu, hai đội tấn công lên. Chúng ơi, chị ơi. Rồi, tất cả ngưng bắn. Và đội giành chiến thắng là đội của bạn Oxy ạ. Rồi bạn cũng có một cái chiến thuật rất là hay, đó là lấy một người là đánh lạc hướng ở bên kia. Oxy ở đây đã có thời gian để cướp cờ. Lên đi anh, lên đi.
mình rất là liều, oxy rất là liều là chạy lên bắn đối thủ và oxy cầm cờ chạy nhanh về, làm sao nhanh thiệt nhanh để cái người đối thủ kia không vượt được mình. Thì hiện tại thì oxy rất là hài lòng. Đội oxy vẫn là đội đáng gờm nhất đối với theo quan điểm của Tâm và anh Dũng, bởi vì đội đó rất là liều. Và Tâm nghĩ trong những cái trận game như thế này, đội nào liều là đội đó sẽ có phần thắng rất là cao. Đối với oxy thì đối thủ đáng gờm nhất là chắc là Phương Anh Đào, tại Phương Anh Đào nhanh và liều. Oxy cũng liều nhưng mà Oxy còn có một sự sợ hãi và luôn giữ an toàn cho mình. Còn Phương Đào là không bảo vệ sự an toàn của mình mà liều người ra luôn để muốn chí thắng cái cuộc thi đó. Thì Oxy nghĩ là đội của Phương Anh Đào chính là đối thủ của Oxy. Mỹ Nhân hành động lúc 21 giờ thứ 6 trên HTV2 V Channel.